Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em. Nguyên nhân khiến trẻ bị sốt là do nhiễm virus hoặc mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Sốt tuy có thể điều trị tại nhà, nhưng nếu không được điều trị đúng cách, có thể xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ về sau. Mày chạy gì mà như ba vậy, tao nó theo không kịp luôn vậy. Em chạy gấp về cho nhỏ uống thuốc, nó sốt nè. Nó bị sao vậy? Cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi vậy đó chị ơi, bị hoài à. Con nít bị vậy sao không đi khám bác sĩ mà đi ra ngoài tiệm mua thuốc vậy trời. Nói nào ngay á, hai chồng em cũng mới vừa đón đứa con đầu lòng, nên là cái cách nuôi dạy nó mình cũng chưa biết làm sao. Và đặc biệt là khi trẻ bị sốt vậy, không biết xử lý làm sao. Bây giờ không biết, chị sẽ mời bác sĩ người ta tư vấn cho hai chồng biết nghe chưa. Vậy những trường hợp nào chúng ta có thể xử lý sốt cho trẻ tại nhà và xử lý như thế nào là đúng? Khi trẻ bị sốt cao thì điều đầu tiên các bậc phụ huynh cần phải đo nhiệt độ cho trẻ để xác nhận là trẻ có sốt hay không. Nếu xác nhận trẻ sốt thì lúc đó chúng ta sẽ chăm sóc trẻ như là cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường. Điều này giúp cho sốt mau hồi phục hơn. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề sốt ở trẻ và cách xử lý tại nhà. Phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.